Hello, hello, xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay. Ngày hôm nay đó là ngày thứ bảy tại Hoa Kỳ, ngày 24 tây tháng 7 năm 2021. Ở Việt Nam đó hôm nay đã là ngày Chủ nhật, ngày 25 tây tháng 7 rồi. Thì hôm qua Thuận không làm video thì các bạn thấy được là giá cả tiếp tục đẩy lên. Và bây giờ giá cả xây quanh mức là khoảng 34.000 đô, bây giờ là 33.900 đô. Cách đây vài tiếng đồng hồ thì giá Bitcoin đã là khoảng là 34.571 thì hôm nay là cuối tuần nên chúng ta không có nhiều những cái tài liệu nổi bật nhưng mà cũng có một số những cái thông tin Thùng muốn mang đến cho các bạn mà thường thấy là các bạn cũng sẽ tìm thấy những cái điều thú vị cho những cái thông tin này cũng như chúng ta sẽ nói tới một số những cái tài liệu liên quan tới Bitcoin tới Ethereum có một số những tài liệu xấu một số những tài liệu tốt chúng ta cũng muốn nhìn vào một số những góc cạnh mà hiện bây giờ đang được nhiều người nói tới liên quan đến thị trường này nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư. Và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự cũng đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển. Thì trước khi mà chúng ta nói tới giá cả và những thông tin liên quan đó, thì thường muốn chia sẻ một số à, những cái bài post Thùng đã đăng ở trên những mạng xã hội. Thì đầu tiên hết là các bạn đừng quên những người mà đã hù bạn bán Bitcoin dưới 5.000 đô dưới 10.000 đô, dưới 20.000 đô và gần đây nhất là dưới 30.000 đô. Thì ai đó cũng chỉ muốn chăm biếm khi mà Bitcoin rơi 50% từ mức cao. Nhưng mà có bao nhiêu người nghĩ mình đã bỏ lỡ bao nhiêu cơ hội mua Bitcoin ở cái mức là 1.000 đô, dưới 3.000 đô, dưới 10.000 đô, dưới 20.000 đô và sau này mua được Bitcoin dưới 100.000 đô vì mình bận chăm biếm Bitcoin, Diamond Hand My Friend. Thì cái mà tôi muốn chia sẻ với các bạn ở đây đó là các bạn mua hay bán Bitcoin đó là các bạn nên tự đưa ra quyết định cho bản thân mình chứ không phải là các bạn vì một yếu tố nào đó ảnh hưởng đến cái quyết định của mình như là các bạn nếu muốn bán thì tại vì các bạn cần bán để các bạn dùng tiền để làm một gì đó chứ không phải các bạn bán tại vì có người hù các bạn đây là điều mà tôi muốn chia sẻ với các bạn và đương nhiên các bạn phải nhìn vào những cái cơ hội để đánh mất nhiều người khi mà nghĩ tới Bitcoin đó thì họ chỉ nghĩ tới những cái đợt là Bitcoin tăng giá mạnh sau đó sụp mạnh như là cái lúc mà Bitcoin lên tới là 1.200 đô xuống còn 200 đô hay là năm 2017 lên tới 20.000 đô sau đó năm 2018 xuống còn 3.500 đô hay là người ta nghĩ đến cái thời điểm hiện bây giờ khi mà Bitcoin đã lên tới mức là 65 000 sau đó thì xuống chỉ còn có là dưới 30 ngàn, 28 ngàn thì nhiều người khi mà nói tới Bitcoin họ chỉ nghĩ đến những cái thời điểm đó nhưng mà họ lại không nghĩ đến là cái thời điểm mà cái mức giá là 1.200 đô cách đây nhiều năm, cách đây năm 2013 đó thì thời điểm đó như thế nào? thời điểm đó các bạn thì so với giá bây giờ là tăng bao nhiêu rồi hay là cái thời điểm giá 10.000 đô một thời gian dài đó năm 2018 năm 2019 và cũng có một thời gian năm 2017 thì những mức đó so với bây giờ thì giá kia đã tăng bao nhiêu rồi đó là những điều mà mọi người ít nghĩ đến họ chỉ nghĩ đến những cái đợt mà đi xuống mạnh mà thôi chứ họ không nghĩ đến là vì nhiều người lo sợ những lúc mà bị rơi mạnh như vậy cho nên họ đã đứng ngoài lời họ không làm gì hết khi mà nghĩ lại thì đã mất đi biết bao nhiêu là cơ hội trong dòng nhiều năm qua. Đó là điều mà Thùng muốn chia sẻ với các bạn ở đây. Chúng ta nhìn vào một số những tài liệu khác nữa. Đây cũng là một tài liệu cũng rất là thú vị mà Thùng cũng mới đọc. Đây là tài liệu được chia sẻ bởi một công ty mà có thể nhiều bạn cũng đã nghe tên đó chính là công ty Chainalysis Thì Chainalysis là một công ty mà chuyên cung cấp những dữ liệu on-chain cho chính phủ Hoa Kỳ Và nhiều công ty khắp nơi Họ là những cái công ty mà chuyên nghiên cứu tài liệu on-chain Để giúp đỡ những công ty cũng như là chính phủ làm một số việc Thì Chainalysis đã đưa ra một cái bản thống kê Đây là cái tài liệu liên quan tới mức độ chấp nhận Bitcoin trên khắp thế giới Thì mức độ chấp nhận là gì? Thì đối với lại Chainalysis họ... Uh, chia ra một số những cái cột như là các bạn nhìn thấy trên màn hình những cái cột như là liên quan đến là uh, trong cái quốc gia đó đó thì họ có thể thấy được là bao nhiêu uh, người giao dịch on chain nghĩa là cái số lượng bitcoin di chuyển on chain các bạn thấy được là bao nhiêu người sử dụng những cái sàn mà p2p đó những cái sàn mà các bạn có thể là giao dịch trực tiếp vân vân để điền cách tính của họ và cái con số họ đưa ra là từ 0 tới 1. không không phải là 0% và 1 không phải là 100% mà 0 tới 1 ở đây đó là họ so sánh quốc gia này tới quốc gia kia thì trước hết á, các bạn thấy được là Việt Nam là một trong top 10 quốc gia. Các bạn thấy được là cái quốc gia mà có cái sự sử dụng và chấp nhận kho nhiều nhất bây giờ là Ukraine. So với những nước khác các bạn thấy được là Kế đó là Russia nghĩa là nước Nga, là sau đó nữa là Venezuela, kế đó nữa là nước Trung Quốc, các bạn thì được là Trung Quốc. Tuy là một quốc gia mà không thích crypto, không thích Bitcoin, nhưng mà hiện bây giờ, thời điểm hiện tại, người Trung Quốc vẫn tiếp tục có thể lưu trữ crypto, lưu trữ Bitcoin và họ vẫn có thể giao dịch Bitcoin trực tiếp. Đó không có là phạm pháp ở Trung Quốc. Trung Quốc bây giờ nó chỉ là cấm một số nơi đào Bitcoin, họ cấm không cho sàn giao dịch hoạt động, nhưng mà vẫn có thể cho những cái sàn otc những cái sàn thỏa thuận hoạt động và không cho những cái công ty tự ra cái token riêng cho mình những cái ico sẽ không được hoạt động ở trung quốc nhưng mà ngược lại người dân trung quốc vẫn có thể tiếp tục lưu trữ và sử dụng bitcoin chứ không thể sử dụng như là tiền tệ mà thôi nhưng mà có thể là giao dịch và gửi lẫn nhau đó không phải là phạm pháp và bây giờ trung quốc là nước đứng thứ tư kế đó nữa là kenya kenya là một quốc gia ở châu phi là vị trí thứ năm thứ sáu là hoa kỳ thứ bảy là Nam Phi, thứ tám là Nigeria cũng là một nước ở châu Phi, thứ chín là Colombia và thứ mười đó chính là Việt Nam. Việt Nam ở cái mức là 0.44, có nghĩa là các bạn thấy được là Việt Nam chỉ đứng sau Hoa Kỳ, Nam Phi, Nigeria và Colombia mà thôi. Thì nhưng mà nào Việt Nam cũng đã thấy được là cái sự hứng thú liên quan tới thiền crypto trong vòng mấy năm qua là tăng trưởng như thế nào. Đó thì quốc gia nằm trong cái top 10 chấp nhận Bitcoin sử dụng nhiều. Và chúng ta nhìn vào những quốc gia mà không sử dụng nhiều đi. Đây là những quốc gia mà nằm trong tổng cộng là 154 quốc gia họ khảo sát thấy được đây là những quốc gia mà hầu như là không có sự chấp nhận. Chúng ta có những quốc gia như là Afghanistan, Algeria, Cape Verde, Chad, Fiji, Laos, Libya, Mongolia, Pakistan. Thomasstan, West Bank and Gaza và Zimbabwe, đây là những cái quốc gia mà không có cái sự chấp nhận Bitcoin cao, có thể vì nhiều lý do, có thể là cái lý do liên quan tới pháp lý, Những quốc gia có thể là không cho Bitcoin hoạt động, có thể là lưu trữ Bitcoin cũng là không hợp pháp trong những quốc gia này hay là cái nền tảng hạ tầng không có hỗ trợ được đây cũng là những cái lý do tại sao mà những quốc gia chúng ta vừa nói tới là không có, có sự chấp nhận Bitcoin nhiều. Nhưng mà các bạn thấy được những quốc gia lớn như là các bạn thấy được là Trung Quốc hay là Hoa Kỳ đều có dấu hiệu là nhiều Bitcoin được sử dụng thông qua những cái dữ liệu như là cái dữ liệu on-chain hay là những cái dữ liệu uh, giao dịch P2P, giao dịch giữa người với người. Chúng ta bây giờ hãy nói tới thông tin liên quan đến giá cả Bitcoin đi. Thì đương nhiên nhiều bạn cũng đã biết là giá Bitcoin đã có cái sự khởi sắc tốt khi mà chúng ta bắt đầu cái cuộc họp The B world mà chúng ta đã nói tới rất nhiều đó là cuộc họp à, được tổ chức bởi Jack Dorsey của Twitter và Square à, và dự bởi Cathie Wood của Ark Invest và đương nhiên Elon Musk thì giá cả thực ra đã tăng trưởng trước cái buổi hội nghị đó các bạn thấy được là nhiều người nói là hội nghị là lúc mà giá cái tăng trưởng thì không phải trước đó vài tiếng đồng hồ đó các bạn thấy được là đã có cái sự tăng trưởng trong cái cuộc hội nghị này tại vì đó nhiều người có thể đã đoán được hay là đã có thông tin À, nội bộ là Elon Musk sẽ nói những gì cho nên giá cả đây đi trước thông tin khi mà chúng ta nghe những lời phát biểu của Elon Musk thì giá cả đã tăng rồi thì uh, đương nhiên nhiều người hỏi thuận nên là tại sao chỉ quan tâm nhiều đến những lời nói của Elon Musk mà ít ai quan tâm đến những lời nói của Jack Dorsey hay là Cathy Wood thực ra mà nói là cả ba mọi người đều quan tâm nhưng mà lý do tại sao mà nhiều bài báo và nhiều người chú tâm vào những lời phát biểu của Elon Musk trong hội nghị đó tại vì ai cũng có thể đoán ra được là Jack Dorsey sẽ nói gì về Bitcoin hay là Cathy Wood nói gì về Bitcoin Đây là những người mà ủng hộ Bitcoin và trong tay đầu tư rất nhiều trong thị trường Bitcoin này Cho nên đương nhiên mọi người cũng phải nắm được là Jack Dorsey và Cathy Wood ủng hộ như thế nào Cái mà mọi người không nắm được rõ ràng trước khi bước vào hội nghị đó đó chính là Elon Musk sẽ có những phản như thế nào Cho nên nhiều người vẫn vang tâm đến cái lời nói của Elon Musk và những lời nói đó không có phải là tiêu cực như là mọi người nghĩ mà là cũng có xu hướng tích cực cho nên nhiều người đã lạc quan hơn và sau đó cái xu hướng cứ tiếp tục đẩy giá cả đi lên cùng với là những thông tin tốt mà thường sẽ chia sẻ với, các bạn trong video này. À, chúng ta cũng đã biết là những thông tin liên quan đến những ngân hàng gần đây rất là ủng hộ Bitcoin. Chúng ta bây giờ cũng nghe nói tới là trong cuộc họp đó các bạn cũng đang nhớ là một những câu hỏi mà Elon Musk hỏi ngược lại Jack Dorsey. Jack Dorsey là CEO của công ty Square và Twitter. Thì đương nhiên câu hỏi cho Elon Musk là khi nào thì Tesla mới chấp nhận thanh toán sử dụng bitcoin trở lại và Elon Musk đã trả lời các bạn cũng đang nhớ đó chính là cơ hội cao là công ty Tesla sẽ chấp nhận trở lại chỉ cần là công ty Tesla có thể xác minh được là ít nhất là cái năng lượng dùng để đào Bitcoin đó là 50% trở lên là đến từ năng lượng xanh là họ sẽ chấp nhận thanh toán bằng Bitcoin cho nên cơ hội cao tại vì bây giờ có nhiều những cái thống kê là cái năng lượng sử dụng mà năng lượng sạch, ấy, năng lượng xanh cho đào Bitcoin đã là hơn 50% rồi chỉ là bây giờ cần công ty thách sạch kiểm chứng mà thôi nhưng mà ngược lại thì Elon Musk lại hỏi Jack Dorsey là tại sao mà công ty Twitter không cho thanh toán sử dụng Bitcoin khi mà người ta mua giống như là quảng cáo trên Twitter thì chúng ta cũng thấy được một trong những điều mà được nói tới bởi Jack Dorsey gần đây có thể là cái sự thúc đẩy của Elon Musk dẫn đến là Twitter CEO đã ra thông báo gần đây đó chính là Jack Dorsey đã xác nhận với các cổ đông Bitcoin sẽ là một phần quan trọng trong tương lai của công ty Twitter và ông ta nhìn thấy những cơ hội như là tích hợp Uh, crypto nhất là bitcoin vào những cái sản phẩm dịch vụ hiện có của twitter bao gồm như là thương mại có nghĩa là cho người ta thanh toán sử dụng bitcoin khi mà mua quảng cáo trên twitter uh, hay là những dịch vụ hiện có của twitter bao gồm là đăng ký uh, twitter tip cho có nghĩa là có thể tip những người mà các bạn thích follow sau này hay là super follow uh, Thông vẫn chưa rõ super follow sẽ như thế nào nhưng mà giống như là những người mà fan cứng gì đó siêu follow thì có thể tip hay gì đó trên Twitter Đây là những điều mà sắp sửa sẽ có trên mạng lưới của Twitter sử dụng Bitcoin Và các bạn thấy được là Jack Dorsey sẽ đã khẳng định Bitcoin sẽ là một phần quan trọng trong tương lai của công ty Kế tiếp nữa chúng ta thấy được là Amazon cũng có một số những cái động thái Chúng ta đã thấy được là hiện bây giờ đó cái nơi mà tìm kiếm nhân tài đi mướn người của Amazon đó, thì đã đăng một cái bài à, đang tìm kiếm một lãnh đạo để phát triển tiền kỹ thuật số và sản phẩm blockchain thì đây chính là cái hình chụp lại của cái trang web Amazon mà đang đi tìm kiếm cái người có thể làm lãnh đạo để phát triển tiền kỷ thuật số và sản phẩm blockchain. đương nhiên chúng ta vẫn chưa biết rõ ràng là cái kế hoạch sẽ như thế nào, nhưng mà cũng không có gì là lạ hết. Các bạn thấy được là bây giờ hầu như là nhiều công ty công nghệ như là Twitter Đã bắt đầu là đi càng ngày càng sâu vào trong thị crypto này và càng ngày càng rõ ràng hơn là crypto sẽ không đi đâu hết, crypto sẽ ở lại và sẽ trở thành một nền tảng vững chắc trong thị trường tài chính này. Đây là điều mà liên quan tới Amazon mà thùng cũng đã chia sẻ trên Twitter ngày hôm qua. Chúng ta nói tới một ngân hàng khác nữa gần đây cũng có cái xu hướng nhìn rất tốt về Bitcoin đó chính là Goldman Sachs thì có một cuộc phỏng vấn ở trên đài Bloomberg trên màn hình các bạn đây chính là cái người dẫn đầu của cái bộ phận quản lý tiền cho những người mà có tiền đó, những cái gia đình mà có tiền mà lưu trữ với Google mình xác để mà đầu tư đó thì thấy được là hiện bây giờ đó cái số lượng người mà hứng thú để mà đầu tư bitcoin rất là cao bây giờ đó khi mà họ nhìn vào cái số lượng khách hàng mà có tiền đầu tư với Google mình xác đó, thì theo cuộc khảo sát thì mayna Flynn nghĩa là người đứng đầu của bộ phận đó nói là khoảng chừng 15% của cái số lượng người đã đầu tư vào Bitcoin rồi, họ thường là để khoảng chừng là 3% của tài sản của họ vào trong Bitcoin này và họ coi đó như là một cái loại công cụ để chống lại lạm phát. Nhưng mà 45% của cái số lượng người còn lại, có nghĩa là 15% đã đầu tư rồi, 45% là vẫn còn đang suy nghĩ nhưng mà đang trong cái xu hướng là sử dụng Bitcoin như là một loại tài sản lưu trữ giá trị. Cho nên cái sự hứng thú đến từ những cái khách hàng của họ rất là cao, các bạn thấy được là bây giờ đó, những ngân hàng thì hầu như là phần lớn nói là cái sự hứng thú đến rất cao, ngoài chỉ một ngân hàng đó chính là BlackRock, thì công ty đầu tư BlackRock nói là không thấy sự hứng thú thì nhiều người cho là tại vì công ty BlackRock à, vẫn à, tiếp tục muốn thu bitcoin cho nên không muốn tung cái thông tin tốt. Những ngân hàng như là Goldman Sachs hay là JP Morgan tuy là họ chơi bài Bitcoin mấy năm qua bắt đầu từ năm 2016 trở lên nên là họ chơi bài liên tục là Bitcoin là không có giá trị vân vân nhưng mà các bạn thấy được là đương nhiên trong nhiều năm qua họ đã âm thầm thu mua Bitcoin chứ họ không thể nào mà bây giờ nói tốt cho Bitcoin cung cấp dịch vụ cho khách hàng của họ mà trong tay họ không lưu giữ Bitcoin nào hết đương nhiên các bạn thấy được là có thể họ đã gom rất nhiều Bitcoin trong vòng nhiều năm qua và đây cũng là điều mà Thuận đã chia sẻ với các bạn à, khi mà chúng ta nhìn lại những cái video cách đây 2 năm, 3 năm và Goldman Sachs không phải là ngân hàng Duy nhất các bạn thì được gần đây thông tin lớn là JP Morgan đã bắt đầu cho một số những khách hàng có tiền của họ để mà đi thu mua Không phải là Bitcoin trực tiếp nhưng mà sẽ được thu mua những sản phẩm liên quan như là Grayscale, Bitcoin Trust vân vân Đây là thông tin đến từ Goldman Sachs Thì một tài liệu khác này thường muốn chia sẻ với các bạn đó Đây là cái biểu đồ được chia sẻ bởi Will Clemente ở trên Twitter thì đây là cái thông tin từ Classno Thì có một số đường có nhiều màu khác nhau Để thường chia sẻ để các bạn hiểu rõ hơn Cái đường mà màu vàng nhạt này nè Như các bạn nhìn thấy trên màn hình á Đây là cái đường đại diện cho Cái số lượng Bitcoin mà được lưu trữ bởi những cái đơn vị mà có từ 0.1 cho đến 1 Bitcoin Cái đường mà màu cam này đó đậm hơn đó là cái số lượng Bitcoin được lưu trữ cho những cái đơn vị mà có từ 1 đến 10 Bitcoin cái đường kế tiếp cái đường màu đỏ này đó là cái số lượng bitcoin được lưu trữ trong những đơn vị mà có từ 10 tới 100 bitcoin và cái đường màu đen này đó chính là giá cả của bitcoin thì khi mà chúng ta nhìn vào đó thì các bạn thấy được là cái đường màu vàng nhạt này đó thì cứ tăng trưởng liên tục có nghĩa là các bạn thấy được là những cái đơn vị mà lưu trữ từ 0,1 tới 1 bitcoin đó thì cứ tăng lên và tăng lên mặc dù giá cả đi xuống họ vẫn tiếp tục tăng lên nhưng mà ngược lại các bạn thấy được là khi mà giá cả đi xuống mạnh đó, ngày 19 tây tháng 5 thì khi mà giá cả đi xuống đó tới cái mức mà các bạn nhìn thấy cái đường mà màu đen này đó là ở khoảng cái mức là khoảng 38 39 ngàn đó thì chúng ta thấy một hiện tượng đó chính là cái đường màu cam này cũng tăng trưởng như là các bạn nhìn thấy trên màn hình thường zoom vào. À, đường màu cam này đó các bạn có đang nhớ là những đơn vị lưu trữ từ 1 cho đến 10 bitcoin và yeah đường màu đỏ này nghĩa là những đơn vị lưu trữ từ 10 tới 100 Bitcoin cũng tăng trưởng theo và giá Bitcoin càng đi xuống đó, đi xuống tới cái mức là khoảng chừng là 28.000 càng đi xuống thì các bạn thấy được càng có nhiều đơn vị lưu trữ như Bitcoin tăng trưởng lên. Có nghĩa là đây là một trong những cái dấu hiệu là Bitcoin được thu mua, chỉ là chúng ta không có thấy rõ ràng đến từ những cái tài liệu ở trên những cái sàn mà thôi có thể là họ thu mua thông qua OTC, họ thu mua thông qua các tài thỏa thuận cho nên chỉ có thể nhìn thấy được on chain và Thống kê đó thì những đơn vị lưu trữ từ 0 cho đến 100 Bitcoin đó là từ ngày 19 tháng 5 họ đã tăng lên 97.649 Bitcoin và so với lại cái đơn vị mà lưu trữ từ 100 tới 10.000 Bitcoin đó thì chỉ tăng lên 76.788 mà thôi có nghĩa là chúng ta thấy cái dấu hiệu là có rất nhiều những đơn vị nhỏ hơn lưu trữ tích lũy từ ngày 19 tây tháng 5 cho đến bây giờ thì nhìn vào những tài liệu này đó các bạn thấy được là rất nhiều những thông tin tốt và dấu hiệu tốt cho Bitcoin Nhưng mà chúng ta cũng cần phải nhìn vào một số những cái góc cạnh khác